Xin kính chào quý vị và các bạn. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu và lệch đông, nên sáng sớm nay ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ kèm sương mù khiến độ ẩm trong không khí ở mức cao trên 80%. Dự báo tình trạng này còn kéo dài suốt cả tuần cùng với hiện tượng nồm ẩm sẽ xuất hiện. Từ trưa và chiều nay, tại các tỉnh Đông Bắc Bộ trời sẽ khô ráo hơn nên nhiệt độ tăng nhẹ lên là từ 18 đến 21 độ. Còn với khu vực Tây Bắc Bộ, trời phổ biến có nắng, nhiệt độ duy trì trong khoảng là từ 23 đến 27 độ, có nơi cao hơn. Cũng chịu tác động của không khí lạnh yếu nên khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, sáng nay trời cũng nhiều mây, có mưa nhỏ. Nhiệt độ cao nhất ngày chỉ từ 21 đến 24 độ. Với khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi, trời có nắng gián đoạn, mức nhiệt là từ 27 đến 29 độ. Các tỉnh từ Bình Định đến Bình Thuận, nắng cả ngày, nhiệt độ từ 30 đến 32 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ đón tuần mới với thời tiết ít mây, trời có nắng mạnh từ sớm. Hôm nay cả 5 tỉnh thành thuộc Tây Nguyên như Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng đều duy trì ở mức từ 31 đến 33 độ. Các điểm như Ajumpa, Đắk Nông, Cát Tiên còn lên tới 34 đến 35 độ. Với Nam Bộ, khu vực các tỉnh miền Đông, các tỉnh Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao là từ 35 đến 36 độ. Thậm chí tại Biên Hòa, Đồng Nai, Thủ Dầu Một, Bình Dương hay khu vực Đồng Phú, Bình Phước còn lên trên 37 độ. Các tỉnh miền Tây Nam Bộ nhiệt độ cũng cao là từ 33 đến 35 độ. Trên biển, khu vực phía Bắc của Vịnh Bắc Bộ bao gồm vùng biển phía Đông Bắc và khu vực phía Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 đến cấp 8, biển động. Sóng biển cao từ 1 cho đến 2,5 mét. Ngoài khơi xa ở hai khu vực huyện đảo Hoàng Sa và khu vực huyện đảo Trường Sa đều tạnh giáo không mưa, gió đông bắc cấp 4 đến cấp 5, tầm nhìn xa trên 10 km. Thời tiết các vùng cơ bản thuận lợi cho hoạt động hàng hải của bà con. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết sáng nay của chúng tôi. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo. Thank you.